núi. Cái xương có mùi gì ghê dữ ta? Mùi chó. Không, nó xương nè. Đâu đâu rồi? Tại em cái con nhỏ không viết dán được không? Xin giới thiệu, đây là em Nâu. Trước đây em tên là em Bom, mà bị bệnh cái mẹ Nhung chở chở đi chích, gọi là ôm Bom đi, mẹ Nhung sợ quá phải đổi tên. Mỗi lần ôm Bom đi là như là đánh bom thì chết rồi. Đang cắn của em. Em đang một răng. Mua cho cục xương này bao nhiêu Nhung? 33 ngàn. 33 ngàn đúng không? 33 ngàn một cục hay là hai cục không? Nguyên bịch luôn. À, nguyên bịch xương. Và đây là một bịch xương. Em đang đang mọc răng cho nên em không, cắn xương. Mất á, đây mất có hai cục, còn nhiều cục dưới lắm. Đâu, không coi đi. Xương nhiều mùi vị. Cục xương đâu? Cắn này tốt lắm không à? Nó nịnh lắm, chơi xong cái chạy sát lại người cái nằm. Em ngủ rồi. Nâu ơi, ai chơi Nâu? Xin giới thiệu đây, em Nâu. Chưa tập được em ỉa, ỉa đầy nhà hết. Cụ bắp. Cục của em là cái nó có hai cục thẳng nha. Em này tinh nâu nha quý vị. Nó cắn quay đỏ, đỏ cắn luôn ha. Hôm qua mới đi cạo lông đít cho em. Em ỉa dính đầy. Dơ. Muốn phải cạo nít cho em mà. Nó cắn quay. Do còn yếu cho nên chưa có tắm được. Thúi quắc. Thúi chùm luôn nhưng mà không dám tắm. Tắm sợ bệnh. Này gần gần cắn của nó, em đã cắn của em. Ờ nè nè. Nó để cùng nhau rồi sao ta? Thì nó cắn của em á, cắn của em á. Đó đang cắn của em. Này em mua được cái áo. Nó đang cắn của em á. Áo size nhỏ nhất. Ví dụ để cùng nhau sao ta? Cũng do mình bự quá. Đó. Mà. Nè, phải giấu đi.
xương của em á, tìm xương sợ xương em.